Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân dân cho hộ gia đình ông Ca Bãi tại thôn Nauseri, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc. Ông Ca Bãi sinh năm 1958, thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số xã Lộc Nga. Hiện đã già, sức yếu, kinh tế gia đình khó khăn, không có việc làm, đất đai để canh tác. Hiện chưa có nhà ở cố định để ổn định cuộc sống. Gia đình ông có 5 người con đều đã lập gia đình và ở riêng. Căn nhà nghĩa tình quân dân được khởi công diện tích 50 m2, tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này do Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc vận động hỗ trợ. Được biết dịp này Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng giao cho các đơn vị trực thuộc xây dựng 12 nhà tình nghĩa quân dân cho đối tượng là hộ dân thuộc dân tộc thiểu số theo tín ngưỡng các tôn giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.